di chuyển cả vườn cây bơ về vị trí mới. Công việc đầu tiên là phải cắt được cái cành nhá. Có mận, đánh đi luôn em ơi. Đánh luôn hết. Được, việc đầu tiên đó là phải cắt tỉa cành con đi. Thôi cho máy xúc vào xúc hố. Từng hố một như thế này. Đội, có một đội nữa thì đi gọt bầu, đóng bầu, sẽ di chuyển về vị trí vườn mới. Di chuyển một vườn bơ. Ai từng ăn bơ ở Mộc Châu rồi thì chắc chắn là không thua kém bơ ở Đắk Lắk. Mình có một vườn bơ nhưng mà phải di chuyển nó ra một vị trí mới. Hơi tiếc, nhưng mà tiếc cây hơn nên phải thuê cả máy xúc cầu cây đi. Ôi, nặng quá. Ôi, cái dê. Ồ, nó có dê, nó có dê, nó dê. Thôi chết rồi. Cây bơ này nó cũng dễ sống rồi. Wow. Khá là nặng đấy. Một chiếc máy cày chỉ chở được hai cây to này thôi. Thôi là chóc mất vẩy rồi à? Không, nó mà chóc hết là hỏng luôn cây, chứ còn chóc một phần thì không sợ. Cho cây bé thôi, bây giờ cho cây... À, phía đối diện nó còn thì vẫn được. Cho một cây bé thôi. Đừng, đừng, đừng động vào, đừng động vào nhiều, đừng động vào nhiều. Cho cây đấy lên luôn đi. Động vào nhiều, nó như vừa cái cây to, nó vỡ bầu ấy. Buộc ngắn vào đi. Đừng buộc tham dài. Lấy cái bừng nữa nhỉ. Dốc hẳn lên đây đi anh. Dốc hẳn. Đây rồi, dốc hẳn lên đường. Cho nó để lên trên nó trên khoảng. Để nó nằm trên này. Đó màu luôn. Ôi, chỗ này cho đi ba cây to này đi thôi.